sản nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhá. Địa chỉ số 8 xã Đắk Bút So, huyện Tiên Lữ, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cũng khác với mọi hôm. Thì thường thường thì em hay bán những dòng động cơ hai thì hôm nay em mới nhập về một lô cắt cỏ. Đó, có một chiếc Honda GX25 các bác nhá. Máy 4 thì đẹp leng keng luôn các bác ha. Đó. Honda 4 thì chuẩn made in Thái Lan này. Đó, made in Thái Lan nhá. Con này là dòng bãi, đã qua sử dụng. Nhưng mà máy móc về nội thất của nó thì vẫn còn là đẹp leng keng các bác. Đó. Một chiếc máy Honda bao rin nguyên bản. Từ tay ga tay ghiếc của nó các bác nhá. Đó. Đến phần đầu bò. Đầu bò của nó đây. Đó, đảm bảo rin 100%. Đó, các bác nào ưng ý hoặc là thích những dòng máy mà không phải pha xăng, không phải nhớt pha xăng, có một buồng nhớt riêng, xăng riêng, thì các bác lựa chọn một em này là quá hợp lý các bác nhé. Đó, có lẽ là dòng Honda thì có lẽ là không còn ai xa lạ gì nữa không ạ. Máy cắt cỏ Honda 4 thì đảm bảo cho các bác. Tất cả máy móc kèm bao rin 100% các bác nhé. Đó, cho các bác nhìn qua tổng thể cây máy đẹp leng keng các bác nhá. Đó, và em sẽ báo giá luôn. Hiện tại thì con này em bán với giá là 2.500.000 các bác nhá. Giá đã bao gồm phí ship. Đó, giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm cho các bác những phụ kiện sau đây: một chiếc dao này, một chiếc ổ phát cước này. Ổ phát cước, đó, các bác nào thích phát cước thì có thể ráp vào để phát cước. Một chiếc dây đeo, một chiếc tô vít chỉnh và một típ mở buji các bác nhá. Một bộ phụ kiện này nó lên giá lên đến 100.000 rồi. Và được miễn phí ship nữa. Đó, một chiếc máy giá 2.500.000. Bãi Honda các bác nhá. Đó, mà đảm bảo những dòng máy bãi thì bền, cực kỳ bền các bác nhá. Đó, không phải lan tan về ấy gì cả. Các bác nào kinh phí thấp, không có tiền để mua những máy mới thì có thể lựa chọn những dòng máy đã qua sử dụng như này. Nhưng mà độ hoàn thiện của nó thì vẫn còn hoàn hảo các bác nhá. Đó. Vâng, thì bây giờ em sẽ test nổ cây máy này cho các bác nghe qua luôn các bác nhá. Đó, các bác nhìn động cơ máy chạy thì rất còn êm các bác nhá. Vẫn còn êm ru luôn. Máy giật rễ nổ một phát một là nổ thôi. Thì nổ còn êm ru luôn. Ga lên thì chưa hề cọc cạc gì cả. Đó, toàn bộ dây ga, dây ghiếc của nó thì bao rin nguyên bản các bác nhá. Đó, giật thì siêu dễ nổ luôn. Con này xài nhớt riêng, xăng riêng nên là cực kỳ dễ nổ. Đó. Máy cực kỳ êm như động cơ của xe máy luôn. Đó, các bác nào ưng ý hoặc là chốt em này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em là số điện thoại 0354392929, hoặc là có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho em. Em cũng xài Zalo số đó luôn. Đó. Rồi em chào các bác nhé, hẹn các bác ở video sau.